Rồi, chào mừng tất cả các bác đến với kênh Huy Cường Audio. Thì hôm nay bên em lại về thêm được mấy cặp dây loa bãi dòng Chamberlain đó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một trong những dòng dây cực kỳ nổi tiếng rồi. Thì nếu mà nói về những dòng dây hãng nổi tiếng như này thì so với cái mức giá hôm nay em quay clip em lên thành phẩm cho tất cả các bác thì giá nó cực kỳ là tuyệt vời nha. Đấy, còn nếu mà để cùng với một mẫu dây như này mà để mà hãng nó lên thì nó không qua giá mấy triệu mà giá của nó phải là vài chục nha các bác. Nhưng mà mình cũng không thể so sánh với những dòng dây như vậy được, vì để mà nói hãng lên người ta cũng sẽ lên những cục lọc nhiễu chống điện từ tất cả các thứ rất là ổn định, rất là cao cấp. Đấy, thì hôm nay thì em quay cho các bác đây, cặp dây loa đây, trước mặt các bác chính là một cặp dây loa Chamberlain. Đó, cặp dây các bác nhìn đây, dây rất là to, rất là cao cấp nha. Đây, em sẽ quay cho anh em xem nha. Đó, dòng Chamberlain The Violet. Đó. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Đó, dòng này nó là dòng CL2 nha. Đây. Đấy, các bác nhìn ra CL2, TPCL2. Đó, dây của nó thì sẽ có chống nhiễu một chiều này. Đấy, dây đi theo đường hướng mũi tên này, các bác nhìn chưa? Tôi quay cho anh em xem. Đó, CL2, dòng chống nhiễu thì đi theo đường hướng mũi tên. Và cái dòng dây này thì hôm nay em bên em sẽ lên đầu rắc carbon cho anh em. À, em lên cái đầu rắc carbon này. Đó. Thì một số bác hỏi em tại sao là nó bị lồi lên như thế này. Đấy, bị lồi con ốc lên này. Thì bản thân dây này nói nó rất là to nha. Nó đồng, nó là đồng cứng. Đó, nó dạng đồng cứng, đồng nguyên chất chống oxy hóa. Rất là cao cấp. Đó, nói rất là to nha. Nói 5.0. À. Nên là con ốc này em bạn không thể siết hết vào được thì nó hơi nhìn lên một tí thôi, không ảnh hưởng gì nha. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, đầu rắc bên em cũng lên cũng rất là tinh tế. Đấy, các bác nhìn nè. Đó, dòng dây made in USA. Dây bãi nha. Đó, dây thì cũng khá là ok theo như đánh giá của em từ dòng này. Em cũng đã từng nghe rồi. Đấy, rất là đều ba giải nha. Cực kỳ là đều ba giải, đặc biệt là cái giải trung âm của nó rất là tốt, cái trường âm của nó tiếng nghe rất là chi tiết nha. Ừ. Tiếng trung, tiếng chép mic rất là ổn định. Đấy, dòng này các bạn thấy nói rất là to nha. Đấy, và dòng này thì hiện tại bên em đang lên những cái đầu rắc carbon như này, thì bác nào có nhu cầu lên mỏ chim hay càng cua thì các bác sẽ alo cho em, em sẽ làm theo yêu cầu cho các bác nha, làm theo yêu cầu chi tiết để cho tất cả các bác có một cặp dây loa hoàn thiện so về cái chất âm rất là ổn định nha, cực kỳ là hay. Và cái dòng này thì hiện tại là bên em đang lên là mỗi vế của nó là 2.5m nha, mỗi vế là 2.5m. đấy, mỗi vế là 2.5m. Và cái chiều dài của nó thì các bác có thể alo cho em, những nhà bác nào có dài hơn thì có thể để em nó làm theo những cái chiều dài theo nhu cầu nhà các bác nha. Nó hơi mà em này lấy mét lại cho các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy ạ. Rất là cao cấp cái dòng này. Thì hiện tại là bên em chỉ về được có mấy cặp thôi. Khoảng đâu đó khoảng chừng 15 16 cặp thôi chứ không có nhiều nha. Để em quay lại cái đầu rắc cho anh em xem nha. Đấy, chất liệu cực kỳ tuyệt vời. Những dòng này em ghép thì những cái dàn loa như JBL hay là những con tan loa tầm trung của nó, tiếng bass của nó rất là chắc và gọn. Đấy. Đặc biệt nữa nó về cái giải trung âm và trường âm của nó rất là hay, rất là chi tiết. Tiếng nó cực kỳ là mềm mại nha các bác. Đấy. Thì một giá như này thì một cặp như này thì giá em cũng sẽ bán thì anh em giá rất là bình dân nha. Em bán giá cực kỳ là tốt cho tất cả các bác, là giá chỉ có 2.300.000 một cặp dây loa Chamberlain như này. Đấy, 2.300.000. Đấy, một cặp dây loa như thế này. Đó. Đấy các bạn thấy ạ. Giá rất là bình dân. À, thì thực ra cũng một số bác hỏi em là cũng dòng dây như này nhưng mà người ta có thể người ta lắp cái cục lọc này, cục lọc đằng đầu này nha, thì nó cũng là hàng Việt Nam lên thôi. Cục lọc đầu đầu này màu trắng thì nó là hàng Việt Nam lên nha. Đấy, anh em lưu ý ở chỗ đây em. Một số bác cứ thắc mắc thì hôm nay em giải thích cho các bác luôn. Đó, chứ không có phải hàng nguyên bản gì cả. Tại vì dòng này thì nó không có hàng nhái. Đấy, nó chỉ có hàng dây bãi như này. Đấy, dây bãi như này để về Việt Nam mình lên đầu rắc thì
thì tùy mỗi chỗ lên thôi. Đấy, bên em cứ lên cái chất liệu nó rơi tầm trung như này để cho các bác thể chơi được cũng cặp dây loa cao cấp như thế này. Đó, 2,3 triệu một cặp là em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đó, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nha. Đó, và hiện tại là em chỉ về được 10 mấy cặp thôi. Đó, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên màn hình đây. Đó, 0775 264 888 hoặc 0354 725 058. Rồi, Huy Cường Audio rất cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian ra để theo dõi những clip của bên em. Đó, thì bên em cũng sẽ cố gắng thường xuyên ra những clip, những sản phẩm chất lượng đấy, để phục vụ cho tất cả các bác có chung niềm đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Rồi, thì sau cùng em xin phép chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp.